Xin giới thiệu, mình tên là Trần Phước Hải Quỳnh, 9 tuổi, học lớp 3A2, trường tiểu học Nam Thành Công. Xin giới thiệu, mình vẽ rất đẹp, năng khiếu của mình và vẽ và đàn. Tương lai của mình không học giỏi toán lắm, nên mình nghĩ chưa làm được cái gì đâu, thì mình sẽ cố gắng để được vào đội. Mình học lớp 3 rồi mà, nhưng vẫn chưa được vào đội. Khổ quá, chỉ có mấy bạn bình chọn mình thôi. Thôi, chúc các bạn thành công nhé, mình phải đi ngủ đây. Bye bye, con đi ngủ ạ. Fermez vos yeux et imaginez il y a un chat. Et il y a mon père, ma mère, ma petite sœur et moi. C'est ma famille. Les mémoires d'enfance devraient être belles comme un rêve. Je veux penser à mon passé sans aucun sentiment de nostalgique. Nostalgie me tue brutalement tous les jours. Parce que je ne veux pas décider ma vie par moi-même. Je suis parti faire un don en temps. Je laisse pas temps pour entendre les vaisseaux. Ces étoiles attirées par le vide et de vos météorites, je m'envole et je regarde la planète qui sourit. Mon tên là Trần Phước Hải Quỳnh.